Ngoài việc cho ẩn hay cô lập các đối tượng tạm thời, Revit MAP còn một công cụ mạnh nữa, đó là ẩn vĩnh viễn các đối tượng. Cụ thể đây là tống nó vào môi trường hồng ngoại. Để thực thi được việc đó, các bạn làm như sau. Ví dụ tôi chọn đối tượng ở đây là ông gió này. Tôi sử dụng câu lệnh là VH Hierarchy ẩn vĩnh viễn một nhóm đối tượng VH. Vậy là các bạn thấy toàn bộ ống gió đã biến mất rồi. Tôi sẽ thực thi lại một lần nữa. Giả sử tôi chọn đối tượng ở đây là các ống mềm và sử dụng câu lệnh VH một lần nữa, VH. Toàn bộ đối tượng ống mềm đã biến mất. Tôi chọn cái máy biến áp khô này và sử dụng câu lệnh EH, nó sẽ ẩn vĩnh viễn một đối tượng hay một thực thể EH. Tôi chọn đối tượng Cooling Tower, quạt làm mát trên mái này, và sử dụng câu lệnh EH một lần nữa, đã biến mất đối tượng rồi. Và các bạn lưu ý nhé, bây giờ chúng ta không thể sử dụng câu lệnh là HR để khôi phục lại được nữa. Lý do, những đối tượng này đã bị ẩn vĩnh viễn, tống trong môi trường hồng ngoại, nên câu lệnh HR là khôi phục chỉ dành cho môi trường tạm thời thôi, không thể phát huy tác dụng.